Tình hình dịch đang phức tạp với số ca bệnh vẫn tăng cao, kéo theo số ca chuyển nặng cũng tăng lên. Vì vậy, ngành y tế và các địa phương phải tập trung đảm bảo công tác điều trị cả tại cơ sở y tế lẫn tại nhà. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và các đơn vị địa phương vào chiều tối qua 17 tháng 2. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp khi số ca bệnh vẫn tăng ở mức cao, nên đề nghị các quận huyện rà soát kỹ các tiêu chí để đánh giá đúng cấp độ dịch địa phương mình để từ đó có biện pháp ứng phó phù hợp. Phải nêu cao tính chủ động chứ không lơ là chủ quan. Ngành y tế chủ động có phương án phù hợp đảm bảo điều trị bệnh nhân COVID-19, lưu ý trang thiết bị và huy động nguồn nhân lực cũng như hỗ trợ y tế cơ sở về dùng thuốc điều trị kháng virus. Thì hiện nay là đối với việc điều trị tại nhà thì chúng ta cũng đã làm rất là tốt cái việc là khai báo bên chỗ sở thông tin truyền thông, và chúng ta cũng đã có cái bước khởi đầu về cái việc dùng thuốc. Thì đề nghị là các địa phương, đặc biệt là các trung tâm y tế quận huyện, các cơ sở điều trị tham gia điều trị như là các bệnh viện của tuyến trung ương và bệnh viện tư, là chúng ta cố gắng tham gia đầy đủ hệ thống, chứ không nhất thiết là 7 trung tâm y tế quận huyện. Mà đơn vị nào có tham gia thì chúng ta cũng thực hiện theo cái hướng dẫn phác đồ và theo cái thuốc thử nghiệm mà Bệnh viện Đà Nẵng đã có cái hướng dẫn về các cái thủ tục để hoàn chỉnh các cái biểu mẫu. Thì đề nghị là chúng ta làm sớm và Sở Y tế rà soát và theo dõi cụ thể cái nội dung này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, qua rà soát đã có hơn 2.000 trường hợp từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm chủng. Trong khi thời gian gần đây, số ca bệnh nặng tăng lên chủ yếu là người lớn tuổi, có bệnh nền và đặc biệt nhiều trường hợp chưa tiêm vaccine. Số liệu các địa phương cũng đã có cái báo cáo rồi. Tôi đề nghị là các địa phương nhanh chóng lên kế hoạch và đề nghị Sở Y tế bổ sung ngay các kế hoạch để cho các địa phương có thể tiêm tối đa nhất có thể với số lượng người. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế nhanh chóng triển khai hệ thống quản lý thông tin và tư vấn từ xa cho F0 về theo dõi diễn tiến bệnh và tình hình sức khỏe, tăng cường tuyên truyền, không để tình trạng người dân tự xét nghiệm tại nhà, sau đó dương tính mà không khai báo y tế mà tự điều trị. Ngành giáo dục cập nhật thường xuyên tình hình và công tác phòng chống dịch tại các trường học khi học sinh đi học trực tiếp. Sở Du lịch sẵn sàng các phương án phòng chống dịch khi mở cửa du lịch quốc tế trở lại.